Các bạn thân mến, hôm nay mình xin chia sẻ với tất cả các bác, các anh chị em, bà con nông dân về cái chủ đề chăn nuôi mới. Ở đây mình xin giới thiệu, đây là con đà điểu. Và cái địa phận ở đây thì là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và gần nhất là trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, một trong những đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Nhà nước cho nhân và phát huy cái chức năng là nhân cái con giống đà điểu. Thì về cách cách nuôi thì các bạn lên xây như thế này, xây tường bao lửng như này. Ở phần trên thì các bạn có thể căng dây thép như thế này để chống trộm. Đó, thì cái mật độ thì các bạn để chỗ này là với cái diện tích là rất là rộng, các bạn nên căn như thế này. Thì giới thiệu với các bạn, đây là một cái ô dành cho đà điểu trưởng thành. Thì với cái diện tích là ví dụ như là chiều này mình áng từng khoảng tầm 20 mét là chiều ngang, và chiều dài của nó thì mình áng chừng cho các bạn khoảng tầm 60 mét. Thì chỗ này là 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, nó rơi vào tầm được khoảng 5 đến 60 con đà điểu. Thì các bạn nhân lên là 100 1.200 mét vuông. Thì hiện bây giờ là với cái mật độ này là rất là thưa, các bạn có thể nuôi thêm. Nhưng mà đây là các bạn để các bạn tham khảo. Các bạn tham khảo. Đó. Những chú đà điểu này rất là hiếu động. Thì cái cách mà các bạn làm ở đây, mình nên khuyến cáo là các bạn xây như thế này. Các bạn làm một bức ngăn để tạo thành hai ô, ô đàn lớn và ô đàn nhỏ. Và mỗi giữa hai ô này các bạn làm một cái dãy máng như thế này. Dãy máng như thế này. Các bạn dùng cái bờ lô các bạn nộp vào. Và các bạn cho máng uống nước tự động. Và đây các bạn nhìn thấy là nhân viên đang cho ăn. Với cái cung cách là có dùng một cái xe đẩy. Đây là đàn này là nhỏ hơn. Đó, là nhỏ hơn. Các bạn thấy là lên của nó là lên đất và lên cát. Thì đây là máng uống nước. Đó, và các bạn làm cái hệ thống nước nó như thế này. Sau đó là nó sẽ thoát bỏ đi. Các bạn làm sao cho nó thuận tiện, các bạn có thể tự thiết kế nó sẽ thoát bỏ đi. Và đây là gì, đây là lượng cám ngô ngô và đậm đậm đặc. Rồi những cái máng ăn đây là xây nhờ mái tre. Đó. Đây là nền cát, đây là nền đất. Đó. Thì ở Ba Vì đây thì những cái vựa chiền đồng cỏ, và các bạn nên trồng những cái cây như này, sau một vài năm nó sẽ gì, sẽ có tán.
Nếu quý vị các bạn cần tư vấn thêm về cách các bạn có thể gọi vào cái số điện thoại là 0163 5305 982 để mua những sản phẩm thịt, da, trứng và đặc biệt là con giống, rồi cái tư vấn kỹ thuật chăn nuôi con đà điểu. Ở đây là mình làm vụn phụ trách bên bán hàng trên mạng và cung ứng cái con đà điểu đi toàn quốc và hướng dẫn các bác anh chị em là cách làm chuồng và chăn nuôi cũng như cái tập tính của con đà điểu nó như làm sao. Thì các bạn có thể alo hoặc là tư vấn, mà nên nhớ các bạn nên gọi mình vào những cái giờ hành chính, okay. Vì cái tổng đài của mình nó rất là đông vào rất là nhiều cuộc gọi. Như vậy là đây là cái mật độ và cái diện tích là như vậy, các bạn nên làm xây như thế này. Đó. Nó rất là rộng và trồng khoảng cách cây là khoảng 10 mét một cây. Sau này nó sẽ không chạm lá. Ngoài kia là cây sung, mái tre. Đó. Rồi cái phần barrier này các bạn dùng lưới lưới mắt cáo cũng được. Nó sẽ thoáng hơn. Thì con này nó sẽ ưa nắng, ưa nhiệt độ của tầm 28 đến 33 độ. Và nó sẽ gì? Nó sẽ rất là hoảng loạn khi có tiếng động. Đó. Mình vừa nhảy xuống cái là cả đàn nó sẽ chạy. Nên các bạn nuôi mà có những tiếng còi ô tô, những tiếng sấm, tiếng gì nó sẽ gì? Nó sẽ rất là hoảng loạn, nó chạy. Thì ở đây là mình giới thiệu là ô này ô thứ nhất, ô này ô thứ hai. Và ô này là cũng là một ô nữa. Thì các bạn nên nhớ là các bạn cứ nuôi, nếu nắng như này là lông nó sẽ rất tươi, tươi bông. Rất là tơi bông. Đó. Hiện bây giờ nó là đang vào mùa đông, nên ra là các bạn nên nuôi những con nó đủ lông đủ cánh như này, không nên nuôi cái loại nó quá nhỏ. Đó. Thì về cơ bản là các bạn thiết lập cho mình là có bóng cây, có mái tre, tre là cụ thể là tre như máng thức ăn, có điện, có hệ thống nước uống tự động. Và thì nền nếu mà được thì là nền cát hoặc là nền đất. Đó. Thì phân nó sẽ đi ra như này, nó sẽ ngấm, nó sẽ tan luôn sau những cơn mưa. Con này nó rất là ưa thoáng, các bạn không nên làm âm u, bởi vì thoáng như này nó sẽ khô luôn phân, nó tan luôn trong đất và nó sẽ gì, nó không bị bệnh dịch. Đó, thì còn cái những cái lưới mắt cao các bạn làm như thế này. À, một lần nữa mình xin nhắc lại cái số điện thoại để tiện là tư vấn cũng như là trao đổi. Thì số điện thoại là 0163 5305 982 và một cái số nữa là có thể các bạn gọi là số 0989 177 982 hoặc là một số tiếp theo. Nếu như các bạn gọi hai số kia thì có thể gọi một người trực tổng đài thay thế là 0167 589 7487. Thì ở đây là những cái ô như thế này thì mình đợt này là bán rất là nhiều. Đó, các bạn nên đổ những cái đống cát vào giữa đây, nó sẽ văng ra. Và đây là những cái cây bóng cây xấu đó. Và trên cái này các bạn thiết kế cho mình một cái hệ thống tép nước để cho nó chảy đi khắp các hệ thống tự động cho nó uống. Và trên này nữa thì các bạn có thể dùng cái một đống cát và một cái ô để chúng ta úm những cái đà điểu tầm một yến 20 cân, 30 cân. Cứ càng to thì chúng ta càng đẩy dài xuống dưới này. Thì như vậy là các bạn có thể là biết là các bạn theo phân đàn như vậy thì nó sẽ ăn đều đặn hơn, nó sẽ lớn đều đặn hơn.
và lưới bắt cáo các bạn dùng như này để chống trộm đó, và có cái sự an ninh thật tốt. Bây giờ là làm ra rất là khó, nhưng mà không cẩn thận là sẽ mất trộm. Thì đây là những cái bãi mà mình sau khi úm được khoảng 4-5 cân thì mình cho ở đây, và nó lớn dần, mà lớn dần thì mình cho xuống dưới kia. Với cái mô hình như vậy các bạn có thể là thiết kế khu vực này là khu vực mình sẽ đựng kho cám lương thực đó, cám lương thực, và khu này là khu gì, khu này là khu giết mổ bán thịt đó. Thì các bạn sẽ đăng ký kênh của mình, sẽ đăng ký về cây giống, con giống và một số những cái sản phẩm đặc trưng ở bao bì. Đặc biệt cụ thể video này mình giới thiệu là một cái mô hình xây dựng và chăn nuôi con đà điểu. Cảm ơn các bác, các bạn đã theo dõi video. Một lần nữa, số điện thoại 0163 530 5982. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.